Nào, khởi động nhẹ nhàng bằng một câu cũng nhẹ nhàng không kém. Đây là gì nào? Chúng mình sẽ đọc câu này trước nhé. Nào đọc cho sensei bốn cái từ này được không? Đây là gì nhỉ? Đây là in sát hang, đúng không nào? Hang y được chưa? In sát hang y をして present する. Ồ, tại sao cái chữ này của cô nó lại bị như này nhỉ? Thôi được rồi, cô sẽ viết ra đây cho mọi người nhé. In sát hang y. Ok chưa? Rồi, in sát chữ hang y là phạm vi làm sao mọi người? In sát chữ là in ấn đúng không? Hang y là trong phạm vi in ấn đúng không? Vậy thì ở phạm vi in ấn, ok chưa? Xóa cái này đi cho đỡ loạn nhé. Chọn nào, mình sẽ stay present à, print tổ sự có nghĩa là mình sẽ chọn này, chọn cái phạm vi để mình in ấn. Vậy thì theo các bạn mình sẽ chọn trong gì nhỉ? Trong bốn cái này là đáp án của chúng ta sẽ là gì nào? Án của mình sẽ là gì nhỉ? Đầu tiên ạ, nào chữ đầu tiên của chúng ta là gì đấy ạ? Chữ đầu tiên là sạc xe đúng không? À, rồi ạ. Đây là sakuse. Ok chưa? Sakuse của chúng ta là gì nhỉ? Là mình đặt lên, mình dựng ra, mình vẽ ra đúng không? Đôi khi sakuse còn có nghĩa là gì ạ? Chế tạo hoặc là sản xuất đúng không nào? Hoặc là đơn giản nhất đó là gì? Nó sakuse này nó bằng với cả gì ạ? Tác thành ấy, nó bằng với từ viết thôi. Đúng không? Chunbishimasu hoặc là viết thôi ạ. Chuẩn bị và viết đơn giản như vậy thôi. Nào, từ thứ hai của chúng ta là gì đây? Niban của mình á. Niban của mình đọc là hen cẳng, đúng không? Cái này chắc là cô không cần phải viết ra đâu, bạn nào cũng biết rồi này. Hen cẳng nó nằm ở trong chữ biến và chữ hoán đúng không? Có nghĩa là sự biến đổi hoặc là sự hoán gì đấy? Sự hoán chuyển đúng không nào? Rồi, sang băng của mình nó nằm ở trong chữ gì nhỉ? Sẽ thấy còn hôm nay còn đang hơi bị viêm họng nữa. Nào, xăng băng của mình sẽ nằm trong gì ạ? Sen kiểu. Sô kiểu ở trong tiếng Nhật nó là gì nhỉ? Loại bỏ đi. Đúng không nào? Loại bỏ nó đi nhá. Rồi, hoặc là đôi khi ấy, cái từ này nó cũng là một cái sô kiểu này này. Thỉnh thoảng mấy bạn nào mà nhỏ nhỏ ấy xem mấy cái phim thần thoại ấy, nó là sự tan biến đấy mọi người. Tan biến ấy. À, nàng tiên cá tan biến như bọt biển các thứ ấy, nó sẽ có cái từ này nhá, sô kiểu. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là số mấy ở trong câu này nhỉ? Cái của cô nó cứ bị quay quay ấy. Mặc tắt trước xong mới đi qua nữa. Nào, đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Trong bốn đáp án này nhỉ? Đương nhiên sẽ là xăng ba đúng không nào, mình chọn chứ đúng không, tuyển chọn này, chọn phạm vi rồi sau đấy mới in ấn nó đúng chưa nào, mình chọn phạm vi rồi mình mới in ấn nhá. Ừ. Rồi ạ. Rồi tiếp theo nào. Ni văn của chúng ta sẽ là gì nào? Câu 2 của chúng ta nào. Ở trong câu 2 này của mình á, đây là gì đây ạ? Chắc là bạn không có bạn nào không biết cái từ đầu tiên này đâu nhỉ? Osaka đúng không nào? Osaka shisha kara tekimashita. Tanaka to moshimasu. Có nghĩa là gì đây ạ? À, xin được giới thiệu, tôi là Tanaka hoặc là N3 các bạn mới biết đúng không nào? Nào, từ đầu tiên của chúng ta là tenso đúng không nhá? Ừ. Tenso, so trong so này này, được chưa? Tenso là truyền đi, được chưa nào? Rồi, ni băng của chúng ta là gì đây ạ? Không nào? Rồi, tiếp theo này, ni băng của chúng ta sẽ là haken, được chưa nào? Haken là sự gì nhỉ? Sự phái đi, mình được phái đi, phái cử đi, đúng không nào? Phái đi này, cử đi á. Ừ. Rồi ạ.
Song băng của chúng ta là gì nhỉ? Ổn rồi, xe. Rồi, cảm ơn em. Rồi ạ. Đáp án của chúng ta sẽ là skin, chắc chắn rồi đúng không nào? Thực ra là cách đọc thì chúng ta biết rồi, nhưng mà cái kanji của nó ấy, thì có lẽ là đến hôm nay mình mới có được học đúng không nào? Nó nằm ở trong chữ thông này và chữ cần này đúng không nào? Chữ thông và chữ cần ở đây là chữ skin đúng không nào? Anh đi làm thì mất bao nhiêu thời gian? Các bạn còn nhớ cái câu đấy không? Skin wa dono kurai shikan ga kakarimasu ka? Đó, đúng không nào? Anh đi làm thì mất bao nhiêu thời gian? Tsukin là thông, cần nó nằm ở trong sự đi làm nhá. Trong khi anh này anh được cái gì đó từ chi nhánh Osaka cơ mà. Ly ơi đọc kỹ nào. Nào, và số 4 của chúng ta. À, các bạn có nhìn thấy số 4 là một trong những cái chữ mà ở đây chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Lưu ý không? Chữ số 4 này nó bắt đầu từ chữ gì đây ạ? Chữ chuyển. Đây rồi, đúng chưa nào? Và đây mới là đúng rồi, chữ cần thì hai chữ này giống nhau nhưng đây là chữ thông, thông trong việc đi làm. Còn đây là chữ chuyển này, bây giờ nó mới là chữ chuyển này, đúng chưa nào? Vậy thì đây mới là chuyển công gì ạ? Chuyển công tác này, việc chuyển việc này. Ở đây nhá, tenkin nó làm thêm tenkin suru là cái việc chuyển công tác trong cùng một công ty. Ví dụ như là cô Hoa tỏ việc đi, cô Hoa không làm ở cô C nữa, cô Hoa làm ở công ty khác hay là một cái đơn vị khác ấy, thì nó sẽ không phải là gì ạ, không phải là tenkin đâu, mà tenkin nó sẽ chỉ sử dụng trong những cái việc như là sao đây, ví dụ như là mình đi từ cùng một công ty đấy, ví dụ cùng là công ty Honda chẳng hạn đúng không? Xong rồi cô chuyển sang chi nhánh Tokyo, xong cô lại chuyển lên sang xuống chi nhánh thì Osaka, hoặc là cô chuyển sang chi nhánh kia trong cùng công ty đấy ấy, thì mới của Honda ấy, thì mới là Tenkin. Vậy thì đáp án của chúng ta trong cái câu này thì sẽ đương nhiên sẽ là gì nhỉ? Sẽ là Tenkin rồi đúng không nào? Bởi vì làm sao? Osaka City là cái gì? Từ chi nhánh Shisha đúng không nào? Shisha Kara. Tenkin stekimashita. Được chưa? Có nghĩa là tôi được chuyển công tác từ chi nhánh của Osaka sang, đúng không? Thế thì đáp án ở đây sẽ phải là số 4 nhá. Sao mạng hôm nay làm sao thế nhỉ? Sao trên xe thấy nó vẫn căng ấy mọi người. Mà chắc là mạng ảo thôi đúng không? Căng ảo. Thôi. Thế này cô đang xem trực tiếp mạng nhà cô thì thấy nó vẫn bốn vạch. Này, nó chưa tụt vạch nào cả ấy. Thế nhưng mà sao không ổn một chút nào rồi. Chán nhỉ. Rồi nào, tiếp tục nào. Sang bang hôm nay mình sẽ có rất là nhiều kanji đấy, nên các bạn chú ý một chút nhá. Rồi, ở đây bạn ấy nói là sono kaisa yoho đúng không nào? Chắc cả bạn biết cái từ này rồi đúng không? Đây là thông gì? Thông tin này. Đó. Internet to de shita. Được chưa? Có nghĩa là gì đây ạ? Tìm kiếm này, mình sẽ cái gì đó thông tin đúng không? Hoặc là mình sẽ làm sao đây? Có rất là nhiều những cái từ ở đây. Thông tin công ty đó ở trên internet. Vậy thì mình sẽ như thế nào? Công ty đó ở trên internet. Mọi người nhỉ? Sao lại chán thế nhỉ? Mạng cứ bị giật giật đấy đúng không? Buồn quá à. Nào, câu đầu tiên, cái từ đầu tiên của chúng ta là gì đấy? À, từ đầu tiên của chúng ta là kensa, kensaku. Kensaku là chính là tra gì? Tra cứu đấy, search đấy, đúng không nào? Rồi, từ thứ hai của chúng ta là gì đấy ạ? Kensaku nhá, ở đây, từ này sẽ
là sạc cự này, đúng chưa nào? Rồi, từ thứ hai của chúng ta sẽ là gì ạ? Thứ hai của chúng ta đọc là gì nào? Tại vì là hôm nay khá là nhiều kanji nên là sensei sẽ nhắc lại cho các bạn luôn này. Nó là gì ạ? Keyaku đúng không? Cái từ này thì chúng ta lại đọc nó là yak, yaku đúng không? Nó nằm ở trong chữ khế, khế ước ấy. À, khế ước nó nằm trong hoạt cái gì nhỉ? Hợp đồng ấy, giao kèo ấy, đúng không? Ký khế ước chính là ký hợp đồng, ký giao kèo đó. Đó, được chưa nào? Rồi, sang băng của chúng ta nó sẽ nằm ở trong từ gì đấy? À, sang băng là gì nhỉ? À, sonyu đúng không nào? Sonyu. Ok chưa? À, sonyu là sự gài vào ấy, sự lồng vào ấy, sự sáp nhập ấy. Ví dụ như là cái từ này nó hơi khó nha, cái từ sonyu thì không khó, nhưng mà có một cái từ mà sensei thấy hơi khó mà trong thời sự ấy, thỉnh thoảng người ta có nói đến, hay trên báo người ta nói đến ấy, là idenshi sonyu ấy. Idenshi sonyu là những cái ca ghép gen ấy mọi người. À, được chưa nào? Ghép những cái gen các thứ này kia ấy, đúng không? Rồi, tiếp theo, từ số 4 của chúng ta nè, đó là gì đây ạ? Những cái từ kiểu như từ ai cũng biết rồi thì sensei sẽ không không nhắc lại nhá, nhưng mà cái từ hơi hơi mới mới lạ lạ ấy mà thỉnh thoảng các bạn sẽ nhìn thấy trong đời sống thì sensei sẽ cố gắng nói nhá. Nó nằm trong gì ạ? Sayo đúng không? Cái chữ này chúng ta đọc là sai. Đương nhiên rồi, chữ đằng sau này chỉ có một cách đọc duy nhất là yo thôi, đúng không nào? Nó là sự gì ạ? Sự chấp nhận đúng không? À, hoặc là sự sử dụng thôi, đơn giản chỉ là sử dụng thôi, chấp nhận thôi. Vậy thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Đương nhiên sẽ là cha gì? Cha cứu đúng không? Những cái thông tin của cái công ty đó ở trên internet rồi. Ví dụ như là trong trường hợp là các bạn làm sao đấy ạ? Đi làm ấy, đúng không nào? Sono kaisa jo jo là thông tin của nó này, internet tờ đệ kênh sắc cử tạ. Đương nhiên đáp án của chúng ta sẽ là ichi bằng tìm kiếm đúng không, tra cứu đấy, search đấy đúng không nào. À, thì bạn ấy đang nói về việc là các bạn có bao giờ đi 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 phỏng vấn ở các công ty chưa? Các bạn có thấy là chúng ta sẽ thỉnh thoảng ấy, chúng ta sẽ gặp những cái câu là bạn biết gì về công ty tôi đúng không, và bạn nghĩ về công ty tôi đúng không nào? Fuke kỳ đệ bonus, bonus là khoản gì đấy nhỉ? Cái bonus ấy là cái khoản tiền thưởng thêm nếu là tiền này. Còn ví dụ như là bạn nào mà đam mê một cái anh nhạc sĩ nào đó đúng không, xong mình mua CD của anh ấy, xong rồi nhớ nhất là trên YouTube các thứ thì anh ấy không có cái bài hát đấy đâu, thế nhưng mà anh ấy bảo là nếu các bạn mua CD của tôi thì cuối CD nó sẽ có cái phần bonus ấy, những cái bài hát mà chỉ có trong CD này có thôi đúng không nào, đó chính là bonus, được chưa nào? Nani nani no wa nakanaka gì đấy, muzukashii đúng chưa? Vậy thì cái câu này này là thật là làm sao nhở, vì là gì nhở, thật là khó khăn đúng không nào? Thế thì để mà gì đây ạ, vì tình hình kinh tế nó thế nào đó cho nên là việc chi thưởng ấy nó thì thật là gì ạ, khó khăn, theo như là mình hiểu là như vậy đúng không nào? Nó sẽ đổ tội cho cái gì đây trong tất cả những đáp án sau? Một ca rự trong tiếng Nhật nó là cái gì hả cả lớp? Một ca rự là cái gì các bạn biết không? Sao cô không nhìn thấy được comment của các bạn nhỉ? Sonil là chèn, là cài vào nhá, đúng rồi đấy đúng không? Phú đúng không? Xong rồi chữ đằng sau thì sẽ không đọc được Phú Hoàng Sky gì đó đúng không nào? Rồi ạ. Rồi, nào, một ca rự có nghĩa là gì? Mình có lãi đó mọi người. Đây là lãi này, một khoản tiền lời, một khoản tiền lãi ra đó, đúng không? Rồi, mi băng của chúng ta, cái chữ một ca rự này nếu mà nó có kanji thì nó sẽ nằm trong chữ gì nhỉ? Chữ trừ, chữ chữ ấy, đúng không nào? Mọi người còn nhớ cách viết của chữ trừ, chữ chữ không? Đó, có bộ ngôn này bên cạnh của nó chính là gì ạ? Chính là gì đây?
Rồi, đó, đây là chữ trừ hoặc chữ đúng không nào? Ở trong Hán tự của chúng ta trừ hoặc chữ đều là nó thôi. Rồi tiếp tục nào. Cà xê gự. Cà xê gự, cái từ này có quen không? Có quen quá với cả các bạn không? Đây là hành động của các bạn đấy đúng không nào? Rồi, cà xê gự là mình làm sao mình kiếm tiền đấy đúng không? Rồi, xăm băng của chúng ta là gì nhỉ? Đấy là nó đấy ạ, chính là cái đáp án của chúng ta trong ngày hôm nay rồi, chắc chắn luôn. Đó là gì đấy? Chi sư, đúng không nào? Chi sư là chi cấp, cái việc chi cấp đúng không nào? Chi trong kiểu như là chi ra, chi trì, ủng hộ đấy, cấp là cung cấp ấy, đúng không? Rồi, và rồi ạ, sư na gự, rồi nốt này, sư na gự là cái gì ạ? Sao thích cái gì ạ? Nguyễn à, Phúc nhầm, Phúc nào, sư na gự là thắt, là buộc á đúng không nào? Thắt hoặc là gì đấy, buộc đúng không nào? Rồi, vì thế cho nên đáp án của chúng ta đương nhiên sẽ là gì nhỉ? Việc chi cho cái, vì là tình hình kinh tế khó khăn này, cho nên là việc mà phải chi ra cho cái một cái khoản gọi là một khoản bonus ấy, một cái khoản thêm vào, thưởng thêm ấy, thì đúng là rất là khó khăn với chúng tôi. Nào, tiếp theo nào. Gô băng của chúng mình là gì đây ạ? Đáp án nào? Rồi, hay hay, Phúc giỏi quá. Rồi cứ cố gắng chịu khó comment nhé để xem thực lực của các bạn nữa nhé. Rồi, furukunatta file là một cái tệp nào đó đúng không? Shita có nghĩa là những cái file cũ thì mình sao bây giờ nhỉ? Chắc là cái từ này các bạn đoán luôn đáp án là gì hộ cô được không? Án là số mấy nhỉ? Mình lộ từ dưới lên trên nhá. Rồi, từ số 1 là gì? Cung cấp luôn từ cho các bạn nhé. Sakuse, đúng không? Sakuse là dựng ra đó. Khi nãy ấy, thì con sẽ có nói cái từ này rồi đúng không? Sakuse là mình đặt ra này, mình dựng nó lên này, mình làm ra sản xuất chế tạo. Đôi khi nó chỉ đơn giản là viết thôi đúng không? Rồi, từ số 3 là gì đây? Mình học từ luôn nhé. Học đi học lại nào để nhớ tất cả những cái từ này nào. Rồi ạ, tiếp tục là gì nhỉ? Sao không thể nhìn được comment của các bạn. Rồi tiếp tục nhỉ. Phóng đại này, mở rộng này, tăng gia đúng không? Nó nằm trong từ cặc cư đai này này, cái này đọc là cặc cự vào sau này đương nhiên là đai rồi đúng không? Chữ đại ấy, chữ to lớn ấy đúng không? Rồi tiếp theo nào, cái từ số 3 này, có từ số 3 này các bạn nào đọc được hộ cô không? Nó là gì nhỉ? Từ số 3 này chúng ta đọc là gì đây? Nó nằm ở trong chữ gì ạ? Chữ cự và chữ phủ đúng không? Đây là chữ cự này. Và cự nó làm cho cự tuyệt đi, phủ nó nằm trong phủ định ý. Và sự cự tuyệt, sự phủ quyết đúng không? Sự đơn giản thôi, nếu mà gọi là đơn giản nhất đó chính là sự phản đối thôi, phủ nhận, phản đối hoặc bác bỏ đúng không nào? Và đó đọc là kiêu kiêu hy được chưa nào? Cái từ này chúng ta sẽ đọc nó là kiêu hy là sự phác bỏ nhá. Vậy thì ví dụ như là mình từ chối chấp nhận cái chuyện đó, từ chối chấp nhận cái hiệu cực, thì mình sẽ nói như nào nhỉ? Ukere kyo hi đúng không nào? Tôi từ chối chấp nhận cái chuyện đó, hoặc là mình xin một cái gì đấy ý. Xong rồi mình bị từ chối ấy đúng không, thì mình nói như nào? Bijun kyo hi đúng không nào? Ví dụ như từ chối cái việc xin đi du học, mình không được bố mẹ cho ấy, mình sẽ nói như nào nhỉ? Ryugaku no bijun kyohi đúng không nào, kiểu như vậy. Rồi tiếp theo, vậy thì đương nhiên rồi, đáp án của chúng ta chỉ còn có một từ thôi mà cô chưa đụng đến
Nói đáp án chính là số mấy nhỉ? Số 1 đúng không nào? Nó nằm trong số kiểu nó nằm trong chữ tẩy đi, xóa đi. Những cái file mà mình không cần thì mình cancel nó đi, mình xóa nó đi, đúng không? Và cái từ này đọc là số kiểu nhá, số có trường âm nha mọi người. Rồi tiếp theo nào. Độc cư băng của chúng mình là gì? Komakai koto o moskoshi no, có nghĩa là xin hãy, đúng không? Stick, xin hãy làm sao nhỉ? Giải thích như thế nào đó một chút, thêm một chút, đúng không? Như cho cái công việc này nó cụ thể hơn, những cái việc cụ thể hơn này. Vậy thì chúng ta sẽ chọn từ nào nhỉ? Độc cư băng các bạn chọn đáp án là mấy? À, Cường ơi, đúng rồi, Kyohi, chính xác. Ôi mày ngủ quá. Nào, chúng ta sẽ chọn từ nào bây giờ nhỉ? Ở đây chúng mình có sẽ có những từ nào đấy? Từ đầu tiên của chúng ta đọc là gì ạ? Từ đầu tiên đấy, Ichiban của chúng mình ấy đọc là gì đây nhỉ? Nó là kakuteteki nhá, kaku kaku này, đúng không nào? Teteki, cái từ này luôn luôn đọc là teki ni hộ cô nhất. Các cái teteki là một cái việc rạch ròi ấy, dứt khoát ra, đúng không? Các cái teteki kite, đúng không nào? Thì nó là cái việc rất là rạch ròi, rất là dứt khoát ấy. Quá trình này đã được chuẩn xác rồi, đúng không? Rạch ròi dứt khoát. Nào, ni băng của chúng ta sẽ là gì ạ? Cái gì teki đấy? Nghĩa của nó là gì nhỉ? Cái từ ni băng ấy, nó là gì ạ? Chúng ta vừa gặp nó này, các bạn có nhìn thấy không? Ừ, nó là show kiểu. À, ở giữa chúng ta chỉ đọc nó là kiểu nhá. Được chưa nào? Show kiểu teki có nghĩa là mình mang cái tính làm sao nhỉ? Tiêu gì? Tiêu cực. Cái từ này chúng ta đã gặp ở trong kanji N3 rồi. Sokyoteki này này chúng ta đã nằm ở trong kanji N3 rồi, đúng không? Mang tính tiêu cực. Được chưa ạ? Rồi ạ. Ừ. Rồi, sang băng của chúng ta là gì? Cái gì teki? Đúng rồi nhá. Mang tính tiêu cực nhá Vân nhá. À, rồi, xăng băng của chúng mình là cái gì nhỉ? Nó nằm trong chiêu đúng không nào? Cái từ này nó cái chữ can chữ Hán tự của nó sẽ nằm trong chiêu ấy. Vì thế nên nó là chiêu đúng không? Thỉnh thoảng á, bởi vì nó đều là Hán tự thôi, vì thế nên là cái âm Hán ấy của nó ấy, nó được chạy ra trong tiếng Nhật và trong tiếng Việt đúng không? Ở trong tiếng Nhật Việt của chúng ta sẽ là chữ trừu, trong trừu tượng ấy. À, còn trong tiếng Việt Nhật của chúng ta sẽ đọc cái từ này là chiêu đúng không nào? Chiêu có trường âm nhá. Rồi, và cái từ thứ hai này là tượng đúng không nào? Cái tượng của chúng ta ấy, hiện tượng ấy, hình tượng ấy, đúng không nào? Và cái từ này chúng ta sẽ đọc nó là gì? Sô đúng không? Sô. Rồi, chiêu sô tế chiêu sô tê kỷ. Có bị vướng vướng cái này một tí đấy, đấy cô đấy. Rồi thôi được rồi, cô sẽ viết cái chữ số 3 này sang đây vậy. Lấy bút lại nè. Rồi ạ. À. Nào, từ số 3 này cô sẽ viết nó sang đây nhá. Nó nằm ở trong cái gì nhỉ? Chiêu, chiêu sô tê kỷ. À, chiêu sô tê kỷ này nó nằm ở trong cái nghĩa của nó là gì vậy hả các bạn? Chiêu sô tê kỷ là một cái trừu tượng ấy, một cái rất là gì ạ? Xa vời, đúng không? Xa vời trừu tượng ấy, kiểu kiểu như vậy nhá. Rồi. Và số 4, tại vì ở đây này nếu mà sang đến cái số 3 của cô ấy thì nó bị chạm chạm vào cái phần nào ở dưới này, là nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ bị đụng vào một vài đúng không nào. Số 4 của chúng ta sẽ là cái gì teki đấy, cô có thể ao ra vào để xem các bạn nói cái gì. Rồi ạ. À.
Số 4 của cô là gì nhỉ? Nó nằm trong goodbye đúng không nào? Cái từ goodbye này là các bạn gặp suốt rồi này, sự cụ gì? Cụ thể đúng không nào? Chữ cụ và chữ thể luôn này, đúng không? Goodbye kỳ thì là cụ thể rõ ràng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có từ nào nhỉ? Anh gì ơi, đúng không? Khái niệm mọi thứ đều phải rõ ràng. Cái câu này hồi mà các bạn đi học ấy, các cô có hay nói không? À, số nó gái này Narana kere ba đúng không? Có nghĩa là khái niệm thì luôn luôn sẽ phải rõ ràng, phải cụ thể đúng không? Rồi ạ. Ừ, hoặc là gì nhỉ? Mada gutaiteki nakoto ạ, không? Tên này chưa có gì rõ ràng cả, chưa có cái gì bắt đầu rõ ràng cụ thể cả đúng không? Nên mình không có được kết luận vội vàng đúng không nào? Vì thế cho nên là cái câu 3 này chúng ta sẽ nằm trong gì ạ? Hãy thầy ơi đúng không? Cô ơi, hãy xin hãy giải thích tường tận một chút những cái việc cụ thể như thế này đúng không? Vì thế cho nên là chúng ta sẽ chọn đáp án chính là số mấy đấy? Cứ Gutaiteki komakai koto moskoshi đúng không? Hãy giải thích nó tường tận hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn đi ạ, đúng không? Gutaiteki ni setsumeshite kudasai. Ok chưa? Rồi tiếp theo nhá. Nana băng của cô là gì đấy ạ? Nào, nana băng của mình là gì? Sự nhộn nhịp đúng không nào? Chúng ta có thể có hai nghĩa của cái từ này, một là lẫn lộn, hai là nhộn nhịp đúng không? Náo nhiệt ý, nhộn nhịp. Rồi, từ thứ hai của chúng ta là gì đấy ạ? CC không hiểu sao là cái mạng của CC hôm nay nó có vấn đề gì, nó bác bỏ gì CC vậy? Nào, từ thứ hai này là gì nhỉ? Chúng ta sẽ đọc cái từ này là gì đấy? Nó nằm trong chữ chương á, chương của chủ chương á, khai chương ấy, đúng không? Và chúng ta sẽ đọc nó là Hari Kiri đúng không nào? Harikiri hoặc là Harikiru, nó là sự hăng hái, sự tràn đầy sinh lực đúng chưa? Hăng hái này, à hăng hái nhá. Mạng giật nhỉ, chán nhỉ, thật sự luôn không biết nói gì. Trong buổi livestream bất ổn nhất mà sensei biết luôn đấy. Nào tiếp theo nào, sang băng của sensei là gì nhỉ? Vẫn cố gắng like dù là mạng rất chán luôn. Toritsugi đúng không nào? Toritsugi là sự gì? Ủy nhiệm đúng không? Đại lý hoặc là ủy gì? Ủy nhiệm đúng không nào? Toritsugi nó là đại lý, nó là sự ủy nhiệm hoặc là đại lý ấy, mọi người. Rồi ạ. Rồi, tiếp theo nào. Dông băng của mình là gì đấy? Skiawase, đúng không? Rồi ạ. Skiawase ở trong ở Skiawase ở trong tiếng Nhật nó là gì nhỉ? Đó là một kiểu họp ý đúng không, gặp nhau để nói chuyện ý, gặp nhau để họp ý đúng không? Bạn cũng đam mê bộ môn này sao? Trời ơi, môn thể thao mạo hiểm đúng không? Nào, Uchiha là họp hành này, đúng không nào? Gặp nhau để bàn chuyện này, đúng không nào? Vậy thì ví dụ như là mình có cái từ gì nhỉ?
Như Sachsen Tiawase là họp trước khi mình đưa ra một cái cuộc đấu giá gì đó đúng không nào, hoặc là đơn giản thôi, chỉ là đơn giản là Uchiawase Shitsu ấy chính là phòng gì ạ, phòng họp thôi đúng không, nó chỉ đơn giản là phòng họp thôi rồi ạ. À, em ơi, mạng giật quá ra là nhiều bạn không thèm, nhiều bạn không thèm vào học với cô nữa rồi, lúc đầu có 20 mấy bạn bây giờ chỉ còn có 15 bạn này. Rồi ạ. Ủy ủy quyền á, ủy nhiệm á, thực ra là nó khá, nó nằm ở trong văn hóa công ty ý, nó khá khác nhau đấy. Ví dụ như là mình ủy nhiệm một ai đó lên tạm thời lên làm chức vụ đấy ý, nó khác với cả ủy quyền. Ví dụ như là cô thực ra là cô chưa có chức đấy đâu, ví dụ thôi nhá, là ông giám đốc đấy đợt này ông ấy đang rất bận, thế là ông ấy ủy quyền cho một cái anh đơn giản chỉ là trưởng phòng hoặc đôi khi là nhân viên thôi đi thay ông ấy định đi làm việc với đối tác, các bạn hiểu không ạ? Ừ. Còn ủy nhiệm ấy thì nó sẽ là ủy nhiệm bạn đấy lên làm giám đốc luôn ấy, kiểu trong cuộc họp tới chúng ta sẽ ủy nhiệm kiểu anh A anh B gì đó lên làm giám đốc luôn ấy, em hiểu chưa hả Vân? Nó khác nhau đấy, nó khá là khác nhau ở trong môi trường công ty ấy. Nó sẽ khác nhau nhá. Chứ còn ủy quyền thì đơn giản là giống như là đại lý thôi, thay mặt thôi, đơn giản vậy thôi, đúng không? Rồi. Nào, vậy thì liên quan đến chuyện đó thì là sao đây? Số nó kèn, đúng không nào? Cái này kèn ý. Castell ạ. À. Asta làm sao nhỉ? Ở Chia quê xe. Má sổ, có nghĩa là để ngày mai tớ sẽ làm sao đây? Tớ sẽ sắp xếp, đúng không nào? À, liên quan đến chuyện đó thì ngày mai tớ sẽ sắp xếp, tớ sẽ gặp xem sao, đúng chưa? Rồi ạ, à. Thế nên đáp án của câu 7 của chúng ta sẽ là gì ạ? À? Yông băng nhá. Rồi, hạt chi băng nào, trời ơi chán quá mạng, chán quá. Làm kiểu cô bị xuống tinh thần ở trên live luôn ấy. Nào, tại vì chính cô không biết là cô sẽ bị dừng hình lúc nào ấy. Nào, kagi de ike no komatta. Có nghĩa là gì đây nhỉ? Ở cuộc họp thì cái gì nhỉ? Mình cái gì đó ý kiến thì đúng là rất là khó khăn với mình. Vậy thì mình bị gì đó đúng không, mình như thế nào đó gì đó liên quan đến ý kiến và đó là một chuyện rất là khó khăn với mình. Nào, một tô merare được, một tô merare đúng không nào, là tổng hợp này gì nữa, ni băng của chúng ta là gì ạ, hoặc là đôi khi là bị yêu cầu ấy, một tô mê đôi khi nó còn là sự yêu cầu ấy, trình ra yêu cầu đúng không? Mà tome là tổng hợp này, namake là gì nhỉ mọi người? Namake mas, các bạn có nhớ cái từ đấy không? Namake của cô là cái gì nhỉ? Namake. Các bạn nào còn nhớ cái từ namake không? Nó có nghĩa là gì không ạ? Nó là sự lười biếng đúng không nào, không làm ấy, được chưa? Namake ru còn có nghĩa là gì? Namake ru là trễ này đúng không nào, lười biếng trễ này, và tsunagi là gì nhỉ, tsunagi để mà nó biến thành tsunagarete này này. Nó là gì ạ? Là sự thay thế tạm thời cho một ai đó đúng không, hoặc đôi khi ấy, tại vì là cái này không có kanji nhưng mà nó còn có nghĩa là gì nhỉ, sự kết hợp, sự liên hợp lại với nhau đúng không nào, vì thế chúng ta có thể loại trừ được đáp án này rồi, kết hợp liên hợp thì không phải rồi, tổng hợp ý kiến nào, nhưng mà đấy đối với tôi thì là một cái việc rất là khó khăn này ở cuộc họp này, và ố nhá, phải là một hạnh cái gì nhỉ, chúng ta
chắc là bị đúng không? Tất cả ở đây đều là bị rồi, bị tổng hợp ý kiến đó. Thế nên là đối với tôi rất khó khăn, nó chắc là cũng không phải đáp án này đâu. Namake thì cũng không phải là lười biếng gì đâu. Thế đương nhiên đáp án của chúng ta sẽ là gì? Một tố merarete komatta, bị đúng không nào? Rồi ạ. À, bị bảo rằng là hãy đưa ra ý kiến hoặc là gì đấy, yêu cầu đưa ra ý kiến đúng không? Thì thật là đúng rồi, quá sức đối với tôi, thật là khó đấy. Nào tiếp theo nào, Q3 là gì đấy ạ? Xin xe chán nhá. Đức ơi chán thế không? Và hôm nay hình như là Đức mới xem live đúng không? Thế mà nó đã kiểu lần đầu gặp mặt nó đã bị kiểu không ổn một tí nào rồi. Trời ơi, chán đời quá, hôm trước thì chạy 10 đôi là 10. Nào, gì đó của cô ấy ạ, đối với cô ấy là cái gì nhỉ? Được tiếp tục ca hát là cái gì đó của cô ấy? Rồi nhỉ, Yarigai. Ở đây chúng ta có từ gì đấy ạ? Yarigai là gì nhỉ các lớp ơi? Ở trong tiếng Nhật ý, Yarigai là một cái việc gì đấy, nó nằm ở trong giá trị, nó trong trong giáp đúng không nào? Yarigai, giá trị, động lực đúng không nào? Một cái việc gì đấy mình đáng để mình làm ấy đúng không nào? Xứng đáng để mình làm ấy, người ta hay nói cái từ đấy, yarigai đúng không nào, là một cái việc gì đó nó rất là xứng đáng để mình làm này, hoặc là một cái gọi là động lực để mình làm ấy, kiểu thế, đáng đúng không? Ừ, sắc đáng, xứng đáng, cứ cho là thế đi, dịch ngắn ngắn là như thế đúng không? Xứng đáng đấy. Nào tiếp theo nào, Ikigai là gì đấy ở cả lớp? Chán thật đấy mạng hôm nay. Nào, Ikigai trong tiếng Nhật nó là gì nhỉ? Nó là gì đấy ạ? Sự tươi đúng không? Bởi vì nó nằm ở trong chữ sinh này, sinh trong sinh sống, sinh trong sinh sản này, đúng không nào? Ví dụ như là cá chẳng hạn đúng không? Con cá này rất tươi, ví dụ như vậy, nó sẽ nằm ở trong từ ikigai này. Nào, tagai là gì nhỉ? Nó nằm trong chữ tả đó, là cái gì của cô ấy đây? Cái việc mà ca hát thì là cái gì của cô ấy nhỉ? Chúng ta thử phỏng đoán xem nào. Tagai, tagai, chúng ta có cái từ này không? Tả có không nhỉ? Tai thì ok, nhưng mà tai gai có không nhỉ? Theo như là sensei viết thì là không có, đúng không nào? Và si gai của chúng ta sẽ là gì đây ạ? Không phải là vì cô ấy ca hát là cái việc gì đấy cũng chắc là liên quan đến ca hát đâu nhá. Không có đâu, đúng không nào? Rồi, si gai của chúng ta có rất là nhiều từ đồng âm với nó, đúng không nào? Nếu mà nó nằm ở trong hai cái chữ Hán tự của thị ngoại ý, thì nó sẽ nằm ở trong gì nhỉ? Nằm ở cái, cô vẫn đang muốn đọc comment các bạn và cô không biết là cô bị dừng lại lúc nào. Đúng rồi, rồi ạ. À, nằm trong thị ngoại thì là Shigai là ngoại ô thành phố đúng không? Nếu mà nó nằm trong từ cái gì nhỉ, tử hài ý, thì đôi khi nó sẽ còn có nghĩa là gì nhỉ, sự còn lại là xác chết ý mọi người, đúng chưa nào? Shigai rất là nhiều từ đồng âm với cả nó nhé mọi người ơi, đúng không nào? Tử thi ý, đúng không? Tử hài là tử thi, cũng có cái từ đọc là si gai, hoặc là si gai nó nằm ở trong cái từ là gì nhỉ, tử ngoại ý, nó chính là tia tử ngoại ý, đúng không? Trong khoa học ấy, được chưa nào? Tia cực tím, tia tử ngoại ý, đúng không? Đó, nhiều lắm. Vì thế cho nên là cái từ này, bởi vì người ta không biết kanji nên mình cứ phỏng đoán vài từ như vậy thôi. Vậy thì cái việc ca hát chính là gì của cô ấy? Chính là lẽ lẽ gì, lẽ sống của cô ấy đúng không, chính là ikigai của cô ấy rồi. Vậy nên đáp án của chúng ta sẽ là số mấy ạ? Số 2 đúng không nào? Rồi, giúp băng nào của chúng ta là gì đây ạ? Ừ,
Ở đây bạn ý nói rằng là mada raigetsu no schedule o inai. Được chưa nào? Vẫn chưa. Đúng chưa nào? Cái gì đó lịch trình tháng sau ấy, lịch trình tháng tới thì vẫn chưa. Vẫn chưa gì nhỉ? Nhà mọi người nhỉ? Chúng ta có những từ gì đây? Có từ nào trong này các bạn không biết đâu? Chúng ta sẽ lấy kanji trong chữ nào là ra luôn này. Nào, các bạn sẽ lấy trong từ nào ạ? Nhưng mà mọi người ơi, cái utagai ấy, nó không viết ở trong chữ kanji này. Các bạn bị nhầm rồi đúng không? Nó là utagai là sự nghi ngờ đúng không? Theo các bạn nghĩ là thế hả? Ồ, nhưng mà nói kanji của nó là chữ gì nhỉ? Chữ nghi trong nghi ngờ cơ. Nó không phải là cái chữ HK này đâu. Đúng chưa nào? Vì thế cho nên là cái chữ số 3 này của chúng ta là không có đâu, tại vì là nó không có trong kanji này. Đọc thì có nhưng mà nó không phải nằm trong chữ này ạ. Nằm trong những nghi cơ mà, đúng không? Những nghi của chúng ta viết như thế này cơ mà. Đúng không nào? Chứ nó có phải là chữ này đâu. Thế cho nên là các bạn bị nhớ nhầm rồi, nhớ nhầm từ rồi, nhớ nhầm kanji rồi. Nào, lịch trình của tháng sau của chúng ta làm sao đây? Mada vẫn chưa gì nhỉ? Chưa xây dựng xong, đúng không nào? Vẫn chưa làm xong à? Vẫn chưa được lập xong à? Đúng không? Vì thế cho nên là chúng ta sẽ lấy ở trong chữ nào đây ạ? Kunde. Đúng không? Đáp án của chúng ta đương nhiên sẽ là số mấy ạ? Số 1 rồi. Nào, tiếp theo nào. Chúng mình còn nhớ cái bài quiz của cô không? Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc một cái câu đúng không? Quiz gì ấy, trong tiếng Nhật ấy. À, là đọc một cái câu đố và trong cái câu đố này người ta sẽ cài là người ta sẽ hỏi từ vựng nào trong những cái câu đố này, đúng không? Vậy thì ở câu 1 này theo các bạn này, ở đây bạn ấy nói gì nhỉ? Yoku nai tokoro o naoshite tadashiku suru koto, có nghĩa là việc sửa lại. Đây là một từ vựng mà chúng ta sẽ dùng nó để sửa lại lỗi sai, cái chỗ mà chúng ta chưa đúng lắm ấy, cho nó đúng hơn thì là từ vựng nào? À, vậy từ vựng đầu tiên chúng mình sẽ đọc nó là gì nào? Để mình có biết này. Mình đoán được đúng không? Mình đoán thì mình cũng phải xem nó là từ gì chứ. Nào, từ đầu tiên của chúng ta chính là gì ạ? Siêu xe, đúng không nào? Còn nhớ từ khi nãy không? Siêu xe. Siêu xe là đính chính đó. Chính là chỉnh sửa đính chính đó, đúng không? Từ thứ hai của chúng ta là gì nhỉ mọi người ơi? Sao hôm nay ít bạn lên xem thế nhỉ? Từ số 2 của mình chính là gì ạ? Ngược lại với kakudai nó là cái gì nhỉ? Shikusho. Shikusho là co lại, là nén lại, là thu nhỏ lại. Đơn giản như thế thôi đúng không nào? Shikusho. Cái từ này nó nằm ở trong chữ Hán gì nhỉ? Chữ súc và chữ tiểu đúng không? Rồi ạ. Và chúng ta sẽ đọc nó là shikusho. Chưa? Show. Rồi, xăng băng xúc tiểu, đúng không? Mình co nó lại, mình nén nó lại cho nó nhỏ lại đi.
Rồi ạ, xăng măng của chúng ta là sự gì đây ạ? Măng là gì nhỉ? Sen tắc cự đúng không nào? Sen tắc cự trong việc tuyển chọn đấy, đúng không nào? Tuyển lựa, tuyển chọn đấy, tuyển chọn này. Rồi ạ, và yông băng của chúng mình sẽ là gì? Lựa chọn, tuyển chọn đấy, đều là nó thôi. Cái gì mà chúng ta sẽ chèn vào nhỉ? Nghĩa của nó có nghĩa là chèn vào ấy. Đọc là gì? Sonil, đúng chưa nào? Từ này chúng mình sẽ đọc nó là sonil, đúng chưa? Sự lồng vào, gài vào, sát nhập, hoặc là đôi khi chỉ đơn giản là chèn vào, đưa vào thôi. Vậy thì từ vựng mà chúng ta sẽ dùng để sửa lại những lỗi sai của chúng ta, đó chính là sự chỉnh gì ạ? Chỉnh sửa của siêu siêu C. Đáp án của chúng ta sẽ là số mấy nhá? Số 1, đúng không? Ừ. Nào, tiếp theo nhá. Ni băng của mình là gì nhỉ? Hitome no tokoro ni. Tập hợp này, cái từ tập hợp khi nãy mình đọc là gì đây ạ? Atsumeru, đúng không? Rồi, có nghĩa là tập cái từ gì mà nó nói về việc là tập hợp tất cả vào một chỗ nhỉ mọi người? Awase là phù hợp. Đúng không? Làm cho nó hợp, phù hợp. Nào, ni băng của chúng mình là gì đấy ạ? Ni măng là e gì? Đọc là e rự đúng không nào? E rự là thu được ấy. Đúng chưa nào? Rồi, một đôn sự là mình quay lại hoặc là mình khôi phục lại đấy, đúng không nào? Mình làm gì đó lại một lần nữa, đúng không nào? Và yông băng của chúng ta là gì nhỉ? Chính là gì đấy? Đọc được chữ yông băng này thì sẽ ra đáp án của câu này luôn này. Nó chính là yose rự của việc tập gì? Tập hợp, tập trung, đúng chưa? Vì thế cho nên là cái từ vựng mà nó nói về cái việc tập hợp tất cả vào hitome no tokoro là tất cả vào cùng một chỗ ấy, đương nhiên đáp án của chúng ta sẽ là yose rự của việc tập trung lại rồi, đúng không? Ô, ít bạn tương tác nhỉ. Sensei nói hơi chậm á. Ừ, tại vì là nếu mà Sensei bắn nhanh quá ấy, tại vì là hồi trước Sensei nói nhanh lắm mọi người, xong rồi bị các sếp nói là nói nhanh quá, nói từ từ thôi, nói chậm lại, kiểu mỗi từ đều giải thích ý, thì nó mới không. Bây giờ kiểu như các bạn lại bảo nên nói hơi chậm á, trời ơi. Rồi tiếp tục nhá, tại vì phải đợi các bạn tương tác nữa đúng không, để xem là các bạn trả lời như thế nào nữa cơ, được chưa nào? Rồi thì chưa hiểu là này mono toshite torino zoku, được chưa nào? Torino zoku này. Rồi, cái đây là một cái gì ạ? Một cái từ mà mình sẽ dùng để xóa bỏ những cái mà mình không hít chưa gắn ai, là những cái từ mình không cần thiết. Vậy thì sẽ là từ gì nhỉ? Khi nãy mình có này, mà tome rự là gì ạ? Tập gì? Tập hợp này, đúng không? Hạp bức cự là gì? Lược bỏ đi này, lược bớt đi, lược bỏ đi. Soroe rự là gì nhỉ? Chuẩn bị sẵn này. Và kona sự là mình nắm vững được. Vậy thì cái từ nào mà mình lược bỏ những thứ không cần thiết nhỉ mọi người ơi? Đáp án đương nhiên sẽ là gì nhỉ? Habu cự. Nhưng nếu mà Sensei nói như thế này làm sao mà các bạn tương tác được kịp? Được chưa nào? Rồi tiếp tục nhá. Nào, yu yong băng của mình nè là gì đấy nhỉ? Aru mono ni tsuriatte ite tekitto de aru yosu, đúng chưa? Có nghĩa là gì đây ạ? Ở đây câu này, đây là một từ vựng ấy mà nó dùng để làm gì đây nhỉ? Đây là một trạng thái đúng không? Nó nói về trạng thái phù hợp, cân đối với một cái vật nào đó. Thì mình sẽ nói về gì nhỉ? Mình đang nói về cái điều gì vậy? Đây là một trạng thái, người ta đang nói về một trạng thái mà chúng ta sẽ thấy là phù hợp và cân đối với cả một một vật hoặc là một hiện tượng nào đó. Nào, từ đầu tiên của chúng ta ấy, từ đầu tiên là gì nhỉ? Sự gì đây ạ? Tính từ đuôi na gì đây nhỉ? Kigaru, đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ có là kiga garu này,
Được chưa nào? Nó là gì nhỉ? Mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy nhẹ nhõm ấy. Đúng chưa nào? Thế maga rự là tốn gì ạ? Tốn công, tốn sức, đúng không nào? Mình nói từ từ để không phải bạn nào cũng biết, đúng không nào? Fusawashi là gì nhỉ? Sự thích gì? Thích hợp. Và yarigai ga rự là việc đáng để làm khi nãy đấy. Khi mà mình dịch là nó là từ xứng gì ạ? Xứng đáng đấy. Vậy thì đáp án của chúng ta trong câu này sẽ là gì nhỉ? Các bạn còn nhận ra nó là cái gì chưa? Đây là một trạng thái, đúng không? Phù hợp cân đối với cả một vật gì đó. Nó là sự thích gì? Nó đương nhiên sẽ là sự thích hợp rồi mọi người ạ. Đúng không nào? Cái gì nó khít thì thôi, đúng không nào? Fusawashi nhá, sự thích hợp. Ok chưa? Nào tiếp theo nào. Câu quiz cuối cùng của chúng ta này. Chúng mình sẽ đọc cái câu này như thế nào đây? Pasokon ga totsuzen, đúng chưa nào? Ugokanaku natte shimau koto. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Cái việc mà máy tính cá nhân của mình đột nhiên trở nên không hoạt động nữa, đột nhiên không hoạt động nữa thì nó sẽ gọi là cái gì? Đúng chưa? Fusawashi của sự phù hợp nhá, Phương nhá. Đúng rồi nhá, Đức nhá. Học từ từ để đợi các bạn khác nữa, đúng không? Rồi nào, ở đây mình sẽ có là đan đất độ có nghĩa là việc tải ấy, tải lên, đúng không? Tải lên ấy, up lên, tải lên ấy. Rồi down ấy, đúng không? Download. Rồi tiếp theo nào, freezer là mình bị đứng hình, giống như cô khi nãy đúng không? Là mình bị đứng hình á, đúng không? Là mình bị free, đúng không? Đứng hình luôn. Giống như khi nãy vừa học, bạn nào bảo là cáp nhà cô bị cá mập cắn rồi đúng không? Cá sô rự là chính là gì đây ạ? Con gì? Con trỏ chuột ấy, ở trên bàn ấy đúng không nào? Trên trên cái này này, cái con trỏ chuột đây này, nó đây này, đúng không nào? Và pesto là dán, đúng không nào? Mình paste, mình copy, mình paste ấy. Vậy thì cái đây là một trạng thái mà cái việc máy tính của bạn nó đột nhiên nó không sự không không hoạt động được nữa ấy. Nó là gì nhỉ? Nó bị freeze, đúng không nào? Nhớ từ này hộ cô nhá. Đan đô độ là download này, đúng không? Ca sô rự là con gì? Con trỏ chuột, đúng không nào? Cái con trỏ chuột đây này. Rồi tiếp theo và paste, pesto là mình copy xong mình paste nó sang ấy, đúng không? Cái đáp án ở đây sẽ là mình bị pre. Rồi. Mà cô nói nhanh quá thì chứng tỏ là like của cô sẽ kết thúc sớm đấy. Em muốn thế à? Nào, tiếp theo nhá. Chúng mình phải biết được là cái từ này là gì đã, đúng không nào? Rồi mình mới tìm được đồng nghĩa của nó chứ. Nó là kotsuhi ga harawarenai no de sonobaito. Làm sao đấy? Kotowatta. Thì ở cái câu này có nghĩa là vì nhỉ? Vì không được trả cái kotsuhi ấy. Kotsuhi thì bạn nào khi đi làm cũng đều biết này, mình sẽ được thanh toán cái khoản tiền này, đúng không? Vì không được trả cái khoản tiền đi lại cho nên là tôi đã từ chối cái công việc, từ chối cái công việc làm thêm này. Đúng chưa? Và cái từ đầu tiên của chúng ta là gì đấy? Chính là skill sarenai này, skill đúng không nào? Skill sarenai có nghĩa là mình không được chi trả nhá mọi người. Một karenai là gì nhỉ? Mình chả có lời có lãi gì trong chuyện này cả, không có lãi đúng không nào? Không có lời á, không có lãi á. Rồi. Kasegenai là không không kiếm được tiền đúng không? Và misusarenai có nghĩa là mình không bị lỗi gì cả. Vậy thì ở đây chỉ có thể là gì đây? Bởi vì tôi không gì, không được chi trả đúng không? Cho cái tiền kotsuhi của tôi cho nên là tôi sẽ không làm sao? Không làm cái công việc này đâu. Nào, tiếp theo. Nào, tiếp theo nào. Ở đây nhá. Câu tiếp theo của chúng ta là sono kai sa no
Homepage ni access, access ta có nghĩa là gì nhỉ? Bạn ấy đang nói về cái việc là mình access là mình truy cập này vào cái trang chủ của cái công ty này, công ty đó đúng không nào? Rồi, đây là trang chủ nha, homepage đúng không? Nó homepage và access là mình truy cập vào đúng không? Truy cập vào trang chủ của cái công ty này. Vậy thì cái từ đầu tiên của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Mình làm gì đây ạ? Mình key đô đúng không? Đây đọc là key, key đô. Key đô là mình khởi động. Đúng không? Nào tiếp theo nào, ni băng của mình sẽ là gì nhỉ? Mi năm mình là kênh, sẽ kênh sắc cự ấy, kênh sắc cự là mình tìm kiếm ấy đúng không? Khi nãy mình vừa mới nói với nhau xong rồi, xăng băng của mình là gì đây? Xăng băng là Yushin đúng không? Yushin, Yushin là mình nhận ấy, mình nhận tin ấy đúng không nào? Và cuối cùng là gì? Chính là sự kết gì ạ? Sự kết nối, và đọc nó là gì nhỉ? Setsu, Setsuyoku đúng không nào? Rồi, đây là kết nối của Setsuyoku. Vậy thì mình truy cập vào trang web, trang chủ của công ty đó đúng không? Trang web của công ty thì đấy là gì đây ạ? Cơ sự của chúng ta sẽ là gì đây? Kết nối đúng không? Kết nối vào trang web của công ty sẽ chứ. Rồi, đáp án của chúng ta đương nhiên sẽ là số mấy ạ? Số 4 rồi đúng không nào? Setsuyoku nhá. Nào tiếp tục nào. Yushin, chính xác rồi. Đức biết nhiều từ nhở. Rồi tiếp tục nhá. Nào câu 18 của chúng ta nào. Ủa sao hôm nay ít bạn lên học vậy nhỉ? Hay là do tại vì sensei đơ đơ mạng xong rồi các bạn ấy cũng bỏ luôn rồi. Ủa sao bây giờ có 9 người thế này? Nào, ở đây này bạn ấy có là gì? CC không tương tác luôn kìa. Có mà, CC đang nói chuyện đây, nhưng mà tại vì chắc là mạng của CC nó nhảy đến chỗ các bạn chậm ý. Nào ở đây chúng mình có đây, Internet tờ đê đúng chưa nào? Gazo gì đây nhỉ? Bun sổ ni harisuke đúng không nào? Harisuke ta. Câu này có nghĩa là gì ạ các bạn? Sao sensei thấy chỉ còn có mấy bạn thế này nhỉ? Ồ nhìn cũng hơi mờ à. Thôi được, hôm sau sensei sẽ chuyển ở cái chỗ mà nó sẽ gần với cả cái cục wifi hơn nhá, xem là có đỡ hơn không nhá. Tại vì là đây là cái phòng yên tĩnh nhất ấy, ở trong nhà sensei ấy, thế là sensei nghĩ rằng nó sẽ khá là hợp lý, nhưng mà chắc là nó không hợp lý nữa rồi. Sorry mọi người. Xin nãy mới nói giá là gì hả Đức ơi? Sensei không hiểu. Rồi ạ. Nào cái câu này là gì nhỉ? Nó có nghĩa là khi nãy mình mới nói nó từ đấy có nghĩa là dán lên đúng không? Đúng rồi ạ, tại vì từ vựng mà mình sẽ lặp đi lặp lại đúng không? Tại vì là sensei đang đang mải trả lời cái câu là hơi mới, xong rồi kiểu trả lời về mạng internet nhà sensei, xong rồi sensei không hiểu. Rồi, chính xác. Cái từ này là dán lên đúng không? Dán hình, mình dán, mình paste đúng không? Là cái hình nhá mà mình lấy được ở trên internet và trong văn bản. Vậy thì cái từ cắt tổ này sẽ là cắt này, copy thì ai cũng biết rồi đúng không? Paste tổ là dán nó vào này. Này và cuối cùng sẽ là gì? Sự lưu gì ạ? Sự lưu trữ, chính xác rồi, đúng chưa nào? Vì thế lưu trữ chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Hồ gì? Hồ dung, đúng không? Rồi, vì thế cho nên là đương nhiên chúng ta sẽ là gì ạ? Đáp án sẽ là space đúng không? Từ khi nãy vừa nói. Nhìn ăn sáng đầu tiên bạn á, có ăn sáng đâu, sẽ sợ béo ấy. Rồi Vân Rô cặp vợ đúng không? Hết tốc độ cao rồi. Không, không biết bóng đá là gì.
Khu biết bóng đá là gì? Đúng không nào? Cái từ World Cup viết buồn cười nhỉ, W xong rồi có cái từ trong cái từ Campai của chúng ta ấy, rồi Cup ấy. Thế là cái từ Pai ấy, thế là thành World Cup đúng không? Đọc thì vẫn là World Cup tự đúng không? Rồi. Nào tiếp theo này. À, Kobiyoshi ga một sư gỡ nakunaru kara Cateo cổ. Câu này có nghĩa là gì nhỉ cả lớp ơi? Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Giấy copy á. À, Kobiyoshi một sư gỡ nakunaru kara có nghĩa là nó sắp hết rồi cái kia. Nên mua để mà chuẩn bị sẵn đi. Đúng không? Nên mua thêm đi. Thì cái từ zureru của mình có nghĩa là gì nhỉ? Bị chạch rồi kìa, đúng không? Cái giấy copy mày để lệch rồi kìa, bị lệch các mọi người, bị lệch bị chạch rồi kìa. Rồi, kireru là hết và modosu là khôi phục quay lại đúng không? Konasu là nắm gì ạ? Nắm vững được ấy, đúng không? Rồi, thế thì đáp án ở đây đương nhiên của chúng ta là gì đấy ạ? Khi nó bảo là sắp hết rồi nhỉ? Đáp án chính là số 2 đúng không? Của kire, kireru rồi. Tại sao? Bị giật quá nên là không xem được à? Rồi. Một bạn chán rồi. Sorry mọi người nhá. Rồi tiếp theo nào. Ở đây là gì đây? Isogashikute ohiru gohan o taberu aira mo nakata. Được chưa nào? Ở đây thì ý của bạn ấy đang nói hoặc là ma nhá, cái từ này chúng ta có thể đọc là ma cũng được này. Bận quá không có thời gian ăn trưa luôn rồi. Vậy thì hi mạ là sự rảnh gì ạ? Rảnh rỗi đúng không? Từ thứ hai của chúng ta sẽ là gì đây ạ? Học nốt đi chứ, còn mấy câu nữa thôi mà. Nó là giai gì ạ? Giai đoạn đúng không? Rồi ạ, giai đoạn của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Từ này là ki gì ạ? Ki cẳng đúng không? Từ thứ ba là khí. Và từ thứ tư của chúng ta sẽ là sự nghỉ gì ạ? Sự nghỉ ngơi đúng không nào? Án ở đây sẽ là gì đây hả mọi người? Rảnh rỗi này, kỳ hạn này, tâm tư ấy, khí lực ở trong ấy và sự nghỉ ngơi. Đáp án của chúng ta sẽ là rảnh rỗi đúng không? À hi hi mạ, thời gian rảnh để ăn trưa thì ta cũng không gì ạ, ta cũng không có đâu, đúng không? Ôi chết rồi, còn có mấy bạn thôi. Rồi nào tiếp theo nào. Ở đây nhá, cái từ konasu của chúng ta có nghĩa là mình hoàn toàn mình nắm được rồi đúng không? Nắm chắc hoặc là gì? Hoàn toàn đúng không nào? Thế thì ở cái câu 1 này của chúng ta sẽ là gì đây ạ? Mình tinh gớ konaste imasu. Theo các bạn này, ở đây để mở mất thời gian nhé, chúng ta sẽ chọn câu nào nhỉ? Câu nào là câu các bạn nghi ngờ và câu nào là câu mà chúng ta sẽ chọn nhỉ? Là đáp án của các bạn trong câu konasu này là gì đấy? Sẽ chạy có vấn đề gì không ạ các bạn? Ôi tại vì là do mạng thôi đúng không? Do mạng nhà Sensei thôi đúng không? Nào các bạn có nghi ngờ đáp án nào không? Của câu 1 của chúng ta đương nhiên rồi ạ, là đáp án số số 4 đúng không nào? Schedule dori shigoto. Dori shigoto konashite matta. Có nghĩa là gì nhỉ? Đã hoàn thành công việc đúng theo gì ạ? Schedule đúng theo kế hoạch rồi đúng không nào? Dori đúng theo kế hoạch này thì shigoto konashite ta. Tớ đã hoàn thành rồi. Thế thì ở đây đáp án sẽ là sự nắm chắc rồi, sự hoàn thành rồi nhá. Nó còn có nghĩa là hoàn thành nữa đúng không nào? Rồi ạ, tiếp theo nào. Gomasuru là gì nhỉ? Gomasuru là nịnh bợ ấy. Nịnh nọt đi, đúng không? Sự nịnh nọt, nịnh bợ ấy. Ở trong tiếng Nhật. Theo các bạn đáp án ở đây sẽ là gì? Nét căng thì không bạn nào thèm chơi với sensei nữa. Rồi. Gomasuru của chúng ta cho đáp án nào nhỉ? Theo các bạn có nghi ngờ đáp án nào không?
Hết căng thì người ta đỏ đi gần hết rồi còn đâu. Nịnh nọt, nịnh bợ đúng không nào? Các bạn đáp án nào nhỉ? Ở đây nhá. Đúng rồi ạ. Ở đây đáp án của chúng ta sẽ là số mấy đây ạ? Số 3 đúng không? Thực ra là cái từ nịnh nọt ở trong tiếng Nhật ít nó sẽ có khá là nhiều từ giống với nó đúng không nào, nó nằm ở trong cái mà cái từ mà chúng ta hay nghe thấy nhất là obikka ấy. Các bạn có nghe thấy bọn Nhật nó hay nói cái từ obikka không? Obikka đúng không? Omoneru ấy, omoneru cũng hay nghe thấy này đúng không nào? Rồi ạ. Xảo ngôn đúng không nào? Kiểu như vậy. Nào, đáp án của chúng ta trong câu này chính là số mấy ạ? Chính là số 3 đúng không? Kare wa gì đây nhỉ? Kare wa yoshi ni ごまをすりながら、出世した。Có nghĩa là anh ta, bởi vì là anh ta nịnh bợ cấp trên ý, thế cho nên là để sao cho làm sao đấy, anh ấy được thăng tiến, hoặc là anh ta nịnh bợ cấp trên nên là anh ấy đã được thăng tiến đúng không, anh đã được sực xe này đúng không nào, đưa lên rồi, nâng tầm rồi. Nào tiếp theo nào, Niyo-san của chúng ta là gì đây nhỉ? Ở đây là Sekio Hazu đúng không? Hazu sự. Sekio Hazu sự là mình rời khỏi chỗ ngồi đúng không? Nào mình rời khỏi chỗ ngồi, là mình đi ra khỏi chỗ ngồi rồi. Đáp án của các bạn ở trong câu này sẽ là gì đấy? Đúng rồi ạ. Thấy chưa nào? Cái câu này của chúng ta sẽ là số 1 đúng không? Chính xác nhá. Rồi, ở đây mình sẽ nói về việc gì nhỉ? Kato, Kato Suzuki, anh đấy tên là Suzuki và ai Nikui mà. Đúng không? Sekio Hazuste Orimasu, có nghĩa là thật là không may, thật là đáng tiếc là anh trưởng phòng Suzuki anh ấy đã không còn ở đây nữa rồi ạ. Đúng không? Anh đã đi đâu đó rồi ạ. Thấy chưa nào? Rồi. Tiếp theo nào. Sự này là sự gì của chúng ta nhỉ? Đây là sự kéo gì ạ? À? Sự kéo dài đúng không? Ừ. Nagabiku nhá. Nagabiku là kéo dài ra. Kéo dài ra hoặc làm giãn ra đúng không? Kéo dài ra. Nagabiku. Nó làm cho cái kiểu chúng ta bị lố dờ lên ý. Đúng rồi ạ. À. Cái câu 23 vừa rồi là khiêm nhường ngữ nhá. Nào 24 của chúng ta các bạn chọn đáp án là gì nhỉ? Ở đây nó là sự kiểu bị lố đúng không? Bị kéo dài ý. Vì thế cho nên là bởi vì là mọi thứ nó đều bị kéo dài cái thời hạn ra, thì cho nên là mình đã bị lỡ mất cái việc của mình ở câu câu chuyện tiếp theo, là cuộc họp theo đúng không? Vì thế cho nên là Uchiyawase ga nagabite tsugi no gì đây? Yakusoku ni okurete shimaimashita. Đúng chưa? Có nghĩa là bởi vì là mọi sự sắp xếp. Ở đây chúng ta sẽ đọc nó là tempu suru, đúng không nào? Tempu nó là sự đính kèm. Tempu. Và nữa thường hay nói đến cái gì là liên quan đến máy móc ấy, đúng không? Hoặc là mấy cái đính kèm mà ảnh rồi vào trong email, hoặc đính kèm liệu vào trong email ấy, mọi người nhớ không? Thì thế là chúng ta sẽ là câu mấy nhỉ? Câu 24 chấm 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 là gì ở Phúc? Là không biết nhỉ? Trang bây giờ mới vào đúng không? Nào, ở câu 25 câu cuối nào của chúng ta sẽ là gì nhỉ? À, đáp án của chúng ta sẽ là số mấy nhỉ? Số 2 đúng không? Đính kèm vào trong file, đính kèm trong tài liệu các kiểu ấy. Vì thế cho nên là nó... Đấy, đúng rồi ạ. Nào,
Direkisho của chúng ta sẽ là gì đây? Xe hiệu lý lịch này sẽ xin ni đúng không nào? Tempu steo kite kudasai, có nghĩa là mình cần phải đính kèm ảnh vào trong CV của mình ý, đúng không? Rồi hãy gửi nhá, đúng không nào? Kèm ảnh vào CV mới được gửi ạ. À, chính xác, đúng rồi, chính xác nhá. Vì lý do kỹ thuật cho nên là hôm nay cái buổi live của cô nó không được ổn cho lắm, sorry mọi người. Sao là mọi người thất vọng tràn trề. Trời ơi, làm cho bao nhiêu bạn bị bỏ đi rồi. Cô xin lỗi mọi người nhé. Lịch live tiếp theo từ vựng bài 3 ấy, sẽ là vào thứ bảy nhá. Mong là mọi người sẽ vẫn còn đón nhận. Hôm nay mạng chán quá, cô sẽ chuyển sang một cái phòng phòng đỡ hơn. Cô sẽ chuyển sang một cái phòng đỡ hơn. Nó sẽ không lác lác như thế này này nữa đâu. Hai đi làm cả ngày rồi sau đấy là buổi tối cũng làm thì em nghĩ là có không hả Phúc, gọi là không có thời gian chứ đừng có nói là có crush đúng không nào. Crush không có đâu, thời gian còn không có đây này, còn chưa được ăn đâu. Crush cái gì, crush có ăn được không? Rồi ạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người gặp lại mọi người vào thứ bảy nhá. Bye bye.